quý vị đã đến với chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng vào thứ năm hàng tuần lúc 21:50 trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, ngoài mụn nám tàn nhang thì còn một khuyết điểm nữa của làn da mà làm cho các chị em phụ nữ ôi thôi vô cùng đau đầu, dẫn đến mất tự tin. Có nhiều người còn tìm đến những phương pháp chữa trị dân gian, đôi khi dẫn đến những biến chứng vô cùng nặng nề. Như vậy thì khuyết điểm đó là gì và cách chữa trị ra sao? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống của chương trình quý vị nhé. Một tiếp, hai tiếp, ba tiếp, bốn, năm, tầm tầm bọc. Nè, ốm nhiều dữ chị. Lột hết đi, làm nhiều nhiều đi. Chị em mình sắp đẹp rồi. Trời ơi, nếu mà cái phương pháp này thành công nha, chị sẽ mua cái máy về xây luôn. Trời ơi, lúc đó tao nói, tự nhiên mình giàu to luôn á. Làm giàu không khó, kiếm tiền mỗi tay luôn. Rồi, nhanh đi, nhanh đi. Đẹp tới thôi. Trời ơi, cái vụ gì mà hai chị em bữa nay vui quá trời quá đất vậy? Chà, sao mà cay mắt quá vậy? Tỏi nhiều quá gì nè? Trời ơi, cái gì? Cái này là hương vị của tiền bạc, hương vị của sự đẹp đẽ đó. Của tiền bạc, hương vị của sự đẹp đẽ đó. Trời ơi. Là sao? Tao nói hai chị em tôi mới sáng chế. Sáng chế? Là lấy cái tỏi này nè ha. Còn Ngân nó đâm ra, cái lấy cái nước này nè, cái mình xức lên cái bột rùi của nó. Là cái mục rùi nó rụng xuống. Bây giờ mới mốt là chị em của em á sẽ thành lập cái công ty mà nước ép tỏi. Anh có ép giùm tụi em nha. Trời ơi, làm gì mà có cái chuyện mà tỏi rồi trị mục rùi được. Sao không? Đây là cách dân gian chị em tụi em sẽ làm. Mà nó không có hại gì hết. Nó bởi vì nó là thực vật mà, nó đâu có phải là hóa chất đâu. Rồi, tụi con có mục nào hồi tôi phá giùm cho. Nghe cái chuyện này, cái thông tin này từ đâu hả? Chị Lan nói em nghe. Chị á, là chị nghe mấy bà Tám ngoài chợ. Nhưng mà em thấy là ở ngoài đó người ta nói có lý. Có ai trị được cái mục rùi chưa mà tự tin nước độ vậy hả? Theo tôi được biết á, là mục rùi á, về mặt khoa học á, cái chân của cái mục rùi nó rất là sâu, nó bám vô cái da của mình hả? Không phải dễ mà lấy cái gì đắp lên rồi tự nhiên cái chân nó bong ra đâu. Trị cái kiểu như mấy người hả, lạng quạng hả, cái mục rùi nó không mất đi mà thậm chí nó bị kích thích, nó còn nở to. Vậy hả? Như quý vị cũng đã thấy thì nốt ruồi chính là nỗi ám ảnh gây mụn phiền lớn nhất của các chị em phụ nữ. Mà đôi khi nó không chỉ mất thẩm mỹ không đâu nha, mà còn bị gán ghép bởi những ý nghĩa không hay, không may mắn cho lắm. Và có rất nhiều người tìm đến những phương pháp để giải quyết những cái nốt ruồi đáng ghét này. Như vậy thì làm cách nào để xóa nốt ruồi một cách an toàn và hiệu quả? Thì ngày hôm nay Tường Vi đã mời đến chương trình Đẹp để tự tin Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi, xin chào tất cả các vị khán giả. Trong cái tiểu phẩm vừa rồi ấy, em thấy là nhân vật ở trong tiểu phẩm là dùng tỏi ép ra lấy nước xong rồi thoa lên nốt ruồi. Thì cái cách này không biết có phải là một cách có hiệu quả hay không mà có nhiều người truyền tay nhau như vậy ạ? Tỏi chắc chắn là không thể nào mà có thể tẩy được nốt ruồi, mà nó có thể nó gây ra cái viêm da, dị ứng da và thậm chí nó có thể cái nhiễm trùng nó sẽ để lại những cái sẹo. Chúng ta đều biết là ung thư da là nó xuất hiện từ những cái nốt ruồi, tức là khi mà những cái hắc tố bào của chúng nó bị biến đổi thì nó sẽ trở thành ung thư. Thành ra bất kỳ một cái nốt ruồi nào thì bản thân nó là một cái nốt ruồi lành, nhưng mà nó cũng sẽ có cái tiềm ẩn nguy cơ là cái nốt ruồi đó nó có trở thành là cái ung thư da. Vì vậy là với cái nốt ruồi chúng ta không nên tự ý mà xóa đi cái nốt ruồi như vậy. Nếu như mà không được điều trị kịp thời, phát hiện sớm thì cái ung thư da là ung thư mà có thể gây tử vong rất là cao. Em nghĩ là một ngày chắc chắn là bác sĩ gặp rất nhiều trường hợp mà sử dụng những cái biện pháp dân gian để xóa nốt ruồi xong rồi bị gặp vấn đề thì chạy đến bác sĩ. Nhưng mà lúc đó nếu mà gọi là đến lượt bác sĩ ra tay á, thì cái khả năng mà mình có thể phục hồi được như cũ cái làn da ban đầu thì có khả năng cao không ạ? Đúng là hàng ngày khám bệnh á, thì số chị em đến để mà muốn xóa nốt ruồi rất là nhiều. Còn cái số chị em mà đến để mà điều trị do cái điều trị sai cách cái nốt ruồi thì cũng có rất là nhiều. Và thông thường thì những cái mà cái tự ý mà tẩy xóa nốt ruồi như vậy thì thường nó để lại những cái biến chứng mà gần như rất là khó là khắc phục. Tại vì cái nốt ruồi nó nằm rất là sâu, và khi mà tẩy xóa theo cái cách như vậy thì nó sẽ để lại cái tổn thương da, và khi lành thì nó để lại sẹo. Đấy là chỉ nói về thẩm mỹ thôi, không nói là cái việc mà khi mà cái nốt ruồi nó đang bình thường mà chúng ta tác động vào như vậy thì có thể nó sẽ làm biến đổi những cái tế bào trong cái nốt ruồi đó, và nó sẽ trở thành cái ung thư. Thì cái đó nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta có một cái nốt ruồi mà chúng ta
muốn tẩy cái nốt ruồi đó thì chúng ta tuyệt đối là không nên tự ý tẩy nốt ruồi bằng cách kỳ cách nào. Trong cái trường hợp nếu mà mình có thể là xóa được cái nốt ruồi đó đi thì sau này nó có tái lại không ạ? Hay là nó sẽ hết luôn vĩnh viễn? Tẩy nốt ruồi thì có một cái phương pháp mà tốt nhất ở bệnh viện chúng tôi vẫn hay sử dụng là chúng ta sử dụng cái laser CO2 để đốt nốt ruồi. Thì có những cái phương pháp ví dụ như là dùng đốt điện này hay là dùng laser này, laser thì là tốt nhất. Tại vì cái laser thì nó gây cái tổn thương ít nhất và khi mà lành thì nó có thể không để lại sẹo. Những cái trường hợp mà những cái nốt ruồi mà nhỏ mà chúng ta đốt ít thôi, nhỏ thôi thì nó có thể nó lành không để lại sẹo. Nhưng mà đối với nốt ruồi mà lớn mà đốt bằng, kể cả đốt bằng laser mà đốt ruồi nó lớn nó sâu, buộc phải đốt sâu thì kể cả đốt bằng laser thì cũng có thể để lại sẹo. Còn liên quan đến cái vấn đề là đốt xong có sẹo hay không thì về nguyên tắc là sau khi đốt nốt ruồi xong thì chúng ta không được để ướt cái vết đốt đó. Tại vì khi mà chúng ta để ướt vào thì trong nước chúng ta có rất nhiều những cái vi khuẩn, mà khi để cho những cái vết thương đốt mà ướt như vậy thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Và khi nhiễm trùng như vậy thì nó sẽ bị lét cái vùng da đó ra và khi lành nó sẽ để lại những cái sẹo xấu. Thế nên là cái việc mà giữ khô vết đốt và bôi những cái thuốc sát trùng để mà cho tránh cái vết đốt chúng ta không nhiễm trùng. Cái thứ hai là khi mà đốt nốt ruồi thì nó sẽ đóng những cái mài, thì tuyệt đối không được lấy tay đụng vào cái mài, gỡ cái mài ra sớm thì chắc chắn cái vết đốt nó sẽ đợi để lại cái sẹo. Và cuối cùng nữa là đương nhiên là cái cơ địa lành sẹo của mỗi người thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà đốt nốt ruồi có để lại sẹo hay không. Vì vậy cái việc đốt nốt ruồi thì bất kỳ đốt một cái nốt ruồi nào, dù là bằng cái laser CO2 là laser tốt nhất dùng để điều trị đốt nốt ruồi, thì cái nguy cơ để lại sẹo nó vẫn có. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ ít hơn là các những cái phương pháp khác. Không biết là sau khi mà mình đã đốt nốt ruồi thì mình có một cách chăm sóc da cái vùng đó, có cách nào nó đặc biệt hơn bình thường không ạ? Sau khi đốt nốt ruồi thì cái quan trọng nhất giữ khô, không để nước vào. Và chúng ta sẽ bôi thuốc để mà lành vết thương sau khi đốt nốt ruồi. Và một cái điều quan trọng thứ hai là nếu khi chúng ta đốt rồi thì chúng ta cố gắng không có lấy tay cậy cái mài đó ra mà để cho cái mài nó bong tự nhiên. Cái mài nó bong mà càng muộn thì càng lâu thì cái vết thương của chúng ta lành nó sẽ càng tốt hơn và nó càng đỡ bị sẹo hơn. Những lưu ý sau khi tẩy nốt ruồi: vệ sinh sạch sẽ và đúng mực bằng nước muối sinh lý, tránh để chảy máu, sương mủ, bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời và những tác nhân xấu từ môi trường, bôi kem chống nắng trước 20 phút mỗi khi ra đường để vùng da non không bị bắt nắng hay sậm màu. Trong trường hợp vùng da vừa tẩy nốt ruồi bị ngứa, bạn hãy bôi một ít kem dưỡng ẩm để làm dịu cảm giác khó chịu. Tuyệt đối không gãi hay chà sát lên vết thương. Khi gặp dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với bác sĩ chuyên môn để thăm khám, không được tự ý bôi thuốc hay chữa trị tại nhà. Kính thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị khán giả nào đang có ý định xóa đi những cái nốt ruồi đáng ghét kia, thì Vi nghĩ là các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ càng và tìm đến những địa chỉ uy tín, cũng như là gặp những vị bác sĩ có thể tư vấn cho chúng ta một cách phù hợp nhất quý vị nhé. Và cũng xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp rất nhiều đã đem đến rất nhiều kiến thức cho các bạn. Và xin được cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.